chào các anh chị và các bạn. Hôm nay là ngày 9 tháng 4 năm 2021. Chương trình này đã được 10 ngày rồi nha các anh chị và các bạn. Nhưng mà hình như là chưa có biết ăn cám. Do là hôm nay mình bận quá, mình cũng không có thời gian mình chăm, nên mình cứ đổ sâu vào cho nó ăn. Thì hôm nay mình sẽ làm clip này để tập cho chim ăn cám nha các anh chị và các bạn. Thì cái cách của mình đó là đây là một cái ổ sâu, và kế bên là cái nắp bình nước. Thì mình sẽ tập thử làm theo cái cách này để coi nó có ăn cám được không nha. Mời các anh chị và các bạn xem cái cách tập của mình có thành công không nhé. Gấp một con sâu, mình đúng nhúng nước, nước mình sẽ bỏ vào cái ổ cám nha các chị và các bạn. Rồi đây, có nghĩa là chim đã mổ sâu ăn rồi, hy vọng là cái sau nó có dính tí cám để con chim sâu đầu đỏ này nó cảm giác được cái hương vị cám như thế nào. Chấm cho nước, thả cho cám giác quá này, ăn rơi ra ngoài này. Là cái cách này cũng sẽ thành công thôi, chứ không đến nỗi thất bại đâu nha các anh chị và các bạn. Chim này sau 10 ngày thì cũng đã cắt tiếng hót rồi, nhưng mà thấy người thì nó không dám hót. Treo cái nơi kính thì nó hót nghe cũng vui. Thân hình thì nhỏ nhưng mà cái giọng hót rất là to nha các anh chị và các bạn. Đấy, cứ tập dần vậy thì khả năng là nó sẽ ăn cám thôi.
Xin chào tạm biệt các anh chị và các bạn nhé. Hẹn gặp lại trong những cái video tiếp theo. Nếu thấy hay thì cho Khám Phá Thiên Nhiên 79S một like và một sub nhé. Chào thân ái.